to pour off the excess water. Ew. Chúng ta sẽ bắt đầu tại quầy thí nghiệm, nơi mà em Hope, em trai và mẹ của em đang bận rộn với thí nghiệm chất nhầy. We did lots of fun things. Chúng cháu làm rất nhiều thứ hay ho. Chúng cháu làm những thí nghiệm vui như keo nam châm này. Starting to look like a ball. Đó là một trải nghiệm đi viện bảo tàng mới mẻ. Chúng tôi đã đưa chúng đến rất nhiều viện bảo tàng khác nhau mà ở đó chúng chỉ được nhìn, nhưng ở đây chúng được sờ chạm. Điều khiến cho phòng thí nghiệm trung tâm khoa học của trẻ em khác với những viện bảo tàng khác là cha mẹ có thể thí nghiệm cùng với con cái của họ. Cả gia đình cùng học rất là hữu ích, và khi bạn có trải nghiệm học hỏi cùng với ai đó trong gia đình của bạn lúc còn nhỏ, thì đó có thể là một trong những trải nghiệm học tập mang tính định hình nhất. Và có rất nhiều trải nghiệm mà khách tham quan có thể có. Khu khám phá dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống. Trẻ em lớn hơn thích khu cảm hứng. Trong ống thổi gió, trẻ em học về cách thức dòng khí thổi tạo ra hiệu ứng khí động học mà kỹ sư máy bay cố gắng tối ưu hóa. Và ở đây, tại gian chế tạo, các em nhỏ lắp ráp những sáng tạo của chính mình. Nó sẽ đi vòng vòng và vẽ bằng chân làm từ những cây bút lông. Và cho dù khách tham quan đi đâu, họ sẽ luôn luôn tìm thấy sự giúp đỡ. Chúng tôi ở đây chủ yếu là để giúp trả lời những câu hỏi hoặc nếu các em gặp khúc mắc với cái gì đó. Rất hay là cha mẹ biết rằng sẽ có ai đó giúp đỡ chúng tôi và khuyến khích các cháu thử cách khác hoặc thử lại lần nữa trước khi chuyển sang một thí nghiệm khác. Kể từ khi mở cửa từ 2 tháng trước, phòng thí nghiệm trung tâm khoa học của trẻ em đã thu hút hơn 10.000 khách tham quan. Chẳng có bí quyết gì khiến nhiều người đổ đến đây, mà chỉ là vui để học. The goo is coming out.